Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp LTL. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn 5 gian hình chữ U ở khu vực nông thôn. Đây là một ngôi nhà rất là đẹp, mới xây xong các bạn nhé. 2 năm trở lại đây thì cái ngôi nhà 5 gian được rất nhiều các bác ở nông thôn yêu mến và xây dựng rất nhiều, bởi vì cái không gian cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng rất nhiều và rất tiện sinh hoạt, rất phù hợp với sinh hoạt của người dân ở khu vực nông thôn các bạn nhé. Nếu bạn lần đầu tiên xem video trên kênh của mình thì kéo xuống bên dưới đăng ký kênh ủng hộ mình. Đó, giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, giới thiệu với các bạn cái chi tiết của ngôi nhà này. Toàn bộ cái mặt tiền, chiều rộng của ngôi nhà là 18m và chiều sâu là 10m các bạn nhé. Đó là cái mét sử dụng, chứ còn mét xây dựng thì rộng hơn đó. Giờ mình đứng lùi ra xa để các bạn nhìn được rõ hơn và chi tiết hơn. Ngôi nhà rất đẹp phải không ạ? Đó. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này là 180m², nhưng mét xây dựng là 250m các bạn nhé. Bởi vì cái hệ mái ne ra rất nhiều. Đó. Và phía cái trần bên dưới thì là có cái độ cao là 4m, 3m9 và cái trần phía trên là 6m8 các bạn nhé. Đó. Và cái khu bếp là không tính trong không gian ngôi nhà chính các bạn nhé. Sân vườn rất là đẹp luôn. Giờ mình đi ra phía ngoài để các bạn có cái nhìn thật bao quát từ phía ngoài. Ngôi nhà thì được kết nối với một cái con đường ngõ rất là rộng đẹp. Đó. Ngay mặt đường nông thôn. Và đây là phía bên sườn phải của ngôi nhà các bạn nhé. Đó. Giờ mời các bạn đi vào trong à. Cái cổng thì bác mở mở rộng 3,5m và cánh cổng thì cắt CNC, sơn cái khung thì bằng sắt sơn tĩnh điện. Hai trụ cổng vuông 60 ốp đá rất là đẹp luôn. Cái sân của bác có diện tích 250m² và ngôi nhà nằm trên diện tích đất 1000m² đất các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Giờ mời các bạn đi sâu vào bên trong để tham quan nhà của bác. Phía ngoài thì bác ốp tường bằng gạch lát sàn các bạn nhé. Gạch giả vân đá. Gạch vân đá. Cái chiều rộng của ba gian như các bạn đang nhìn thấy là 8m và chiều sâu là hơn 2m các bạn nhé. Mở ba cửa, cửa chính giữa thì hệ cửa bốn cánh và to hơn 2m, 2m1, còn hai cửa hai bên là 1m2 một cửa các bạn nhé. Đi vào chính giữa là khu vực chính cung. Thì bác đã thiết kế cái không gian phòng thờ. Cho cháu xin điện lên cho nó sáng á. Đó, không gian phòng thờ của bác rất là đẹp này. Khi mà thiết kế được hậu cung như này thì cái phòng thờ của mình nó sẽ trang nghiêm và ấm cúng các bạn nhé. Và đặc biệt là nó rất tiết kiệm diện tích, nó rất thoáng. Nếu mình không thiết kế được hậu cung thì nó sẽ trồi cái án gian ra. Mình sẽ nhìn qua bàn thờ thì nó không được đẹp lắm.
Thiết kế được hậu cung này là đẹp nhất các bạn nhé. Trừ trường hợp các bạn không có đất thì các bạn không thiết kế hậu cung thôi. Đó. Và hai bên thì đều có cửa sổ rất thoáng. Đó. Bác này thiết kế cái nội thất của bác là đồng bộ với cái phong cách của ngôi nhà. Đó, bên kia là trường kỷ này, tủ chè này. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Bên trên là trần gỗ các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Và cái diện tích của cái phòng khách này là rộng là 5m6 và dài là 8m các bạn nhé. Giờ mời các bạn đi sang bên tay phải để tham quan những cái không gian tiếp theo. Mời các bạn tham quan phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này có diện tích 16m2 và cửa sổ view về đằng trước rất là đẹp luôn. Phòng là vuông luôn các bạn nhé, diện tích 4 x 4, 16. Đó. Và cái hành lang này của bác là 1m7 này. Các bạn nhìn gạch gạch vuông 80 nhé. Và có một cái cửa rộng 1m4 để đi xuống khu vực bếp liền kề. Khu này không nằm trong cái không gian xây dựng của ngôi nhà các bạn nhé. Đặc biệt ngôi nhà này của bác cửa thì tất cả là đều khuân 20 và bằng gỗ rất tốt nha các bạn nhé. Đó. Và đây cũng phòng 16m2. Nhưng tạm thời bác chưa dùng đến, đang dùng để làm nhà kho. Đó. Giờ mời các bạn đi sang phía bên kia để tham quan tiếp nhé. Trước khi đi sang bên kia mời các bạn tham quan lại cái phòng khách của bạn này, của bác này. Ngôi nhà này thì đang rất được yêu thích ở nông thôn hiện nay bởi vì cái không gian sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều. Những dịp mà có dỗ Tết, công việc, các con về rất là vui và ấm cúng các bạn nhé. Đó. Điều đặc biệt ở ngôi nhà này thì đã thiết kế hậu cung. Thì cái không gian thờ cúng nó cũng sẽ ấm cúng hơn và nó sẽ gọn hơn trong cái không gian sinh hoạt của mình hàng ngày. Đó, nhìn ra sân vườn rất là rộng đẹp luôn. Mời các bạn đi về phía bên này để tham quan tiếp. Cái phòng ngủ này rộng hơn, có diện tích khoảng 20m2, vừa ở vừa kết hợp học hành của các cháu. Và có cửa sổ phía sau cũng rất là thoáng đẹp. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem thì hãy kéo xuống bên dưới đăng ký kênh để ủng hộ mình và cũng để thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Thì hôm nay mình đang chia sẻ với các bạn một mẫu nhà 5 gian ở khu vực nông thôn. Mẫu nhà đẹp nhất, mới nhất hiện nay. Đó. Giờ mời các bạn tham quan tiếp cái không gian tiếp theo rồi. Một cái phòng ngủ nữa cũng rất là rộng luôn và cửa sổ view về phía trước. Phòng này cũng có diện tích khoảng 20m2 các bạn nhé. Đó. Rất là rộng rãi. Mình rất thích cái cách làm cửa của bác này. Đơn giản, thẳng phẳng. Cả màng to luôn, không làm nhiều đố nhỏ nữa. Nhìn cái cánh cửa nó sẽ chắc hơn các bạn nhé. Đó. Cảm ơn các bạn xem video đến giây phút này. Nếu có thắc mắc gì để dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời bạn sớm nhất. Cần được chia sẻ, hãy kết nối với số điện thoại của mình 0945 032 392 để mình chia sẻ với các bạn những cái mẫu nhà mới nhất hiện nay ở khu vực nông thôn. Đó. Mời các bạn tham quan thêm cái khung cảnh sân vườn ở làng quê rất là đẹp và bình yên.
Đó, các bạn nhớ cho mình nha. Nếu mà làm lâm gian, cố gắng là làm cái hậu cung. Nó sẽ rất ấm cúng và nó rộng cái diện tích nhà ở của mình các bạn nhé. Chính ông tham gia mới nó bảo như thế, bây giờ nó đang bảo con sai lầm cứ xây 20. Nói Con chung cái xây mẫu nhà này cháu thấy ở nông thôn hiện nay là được xây rất nhiều, bởi vì cái tính năng sinh hoạt cộng đồng của nó cao. Thứ hai nữa, khi mà cái ngày giỗ Tết ấy, các con về, các cháu về nhìn thấy cái bàn thờ nó ấm cúng, nhìn tất cả cái không gian nó quây quần đây. không phải mấy cái thứ nhất là không phải con Có một gái câu về tục như nhưng thế này nhé, mà bây giờ tôi nói bà cái cũng biết là dáng nhà có như thằng thế này bạn tôi nó đó, vẫn nhìn vào nó đúng vẫn rồi, ấm cúng hơn nhà có cậu, thằng bạn tôi nói một câu đó, bảo ấm cúng hơn. ông à, tôi nói chú phải thông cảm câu này nhá, mà anh em bọn tôi ngồi uống rượu với nhau mới dám nói đâu à. Bị mẹ tầng 3 đấy, là thằng ăn cổ lông mắm nếp cổ dưa hành nó mới tính ra nó là tầng 3 với tầng 4 với tầng 5 với tầng 2 là cái đeo đi mẹ, nó ăn xong 13 mà một cỗ lên còn có 5 cái phong bì nữa, đeo mới nó lấy lúc nào thằng đến viếng thằng lấy đấy, câu đấy là câu chính thật, tôi nó bảo ông